Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kỳ 1 sắp tới, cô và các em sẽ cùng nhau bước vào tiết ôn tập. Về hình thức kiểm tra giữa kỳ 1, chúng ta sẽ làm bài trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút. Đề gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. 12 câu trắc nghiệm sẽ là 3 điểm và 3 câu tự luận sẽ là 7 điểm. Về nội dung ôn kiểm tra giữa kỳ 1, chúng ta sẽ học 5 bài. Bài đầu tiên là bài số 1, tôn trọng lẽ phải. Bài kế tiếp là bài 10, tự lập. Bài 3, tôn trọng người khác. Bài 4, giữ chữ tín. Và bài 6, xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. Về phần nội dung ôn tập, chúng ta có phần lý thuyết và phần bài tập. Phần lý thuyết là các em xem kỹ phần 2 la mã nội dung bài học và phần bài tập trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài 1, tôn trọng lẽ phải. Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. Vậy thì tôn trọng lẽ phải là gì? Là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết tự điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những điều sai trái. Chúng ta sẽ bước vào làm trắc nghiệm của bài số 1. Câu hỏi đầu tiên, người tôn trọng lẽ phải là người A. Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực. B. Không chấp nhận và không làm những điều sai trái. C. Có cách cư xử phù hợp. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Và câu trả lời của cô là D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Câu hỏi số 2. Có câu nói, điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận. Nó thể hiện đức tính gì? A. Liêm khiết. B. Tôn trọng lẽ phải. C. Tôn trọng pháp luật. D. Giữ chữ tín. Và đáp án là B. Tôn trọng lẽ phải. Câu hỏi số 3. Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp. B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định phát triển. D. Cả A, B, C. Và câu trả lời của cô là D. Câu hỏi kế tiếp, câu số 4. Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những điều sai trái thì được gọi là gì? A. Tôn trọng lẽ phải. B. Tiết kiệm. C. Lẽ phải. D. Khiêm tốn. Câu trả lời của cô là A. Tôn trọng lẽ phải. Câu hỏi số 5. Lẽ phải là gì? A. Là những điều được coi là đúng đắn. B. Là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội. C. Là những điều được coi là phù hợp. D. Là những lợi ích chung của xã hội. Và câu trả lời của cô là B. Câu hỏi số 6. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là A. Ủng hộ người nghèo. B. Trồng cây để bảo vệ môi trường. C. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. D. Cả A, B, C. Và đáp án của cô là D. Cả. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần nội dung bài học của bài số 10, tự lập. Thế nào là tự lập? Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết lấy công việc, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm vào người khác. B. Biểu hiện là sự tự tin, bản lĩnh, cá nhân trước thử thách khó khăn, có ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ý nghĩa, người có tính tự lập sẽ thành công trong cuộc sống và được mọi người kính trọng. Học sinh cần rèn luyện tính tự lập trong học tập, công việc và sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta sẽ đi vào phần
tìm hiểu câu hỏi trắc nghiệm của bài tự lập. Câu số 1. Các hoạt động thể hiện tính tự lập là A. Đi học đúng giờ. B. Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ. C. Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. D. Cả A, B, C. Và câu trả lời là D. Câu số 2. Các hoạt động thể hiện không có tính tự lập là A. Nhờ bạn chép bài hộ. B. Ở nhà chơi xin tiền bố mẹ để đi lấy vợ. C. Không tự soạn tập vở để đi học. D. Cả A, B, C. Và câu trả lời là D. Câu hỏi số 3. Đối lập với tự lập là A. Tự tin. B. Ích kỷ. C. Tự chủ. D. Ỷ lại. Và đáp án của cô là D. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Câu số 4. Người có tính tự lập, họ sẽ nhận được điều gì? A. Thành công trong cuộc sống. B. Mọi người kính trọng. C. Trưởng thành hơn. D. Cả A, B, C. Và đáp án của cô là D. Câu số 5. Để học cách tự lập, theo em cần phải làm gì? A. Làm những việc vừa sức với mình. B. Chủ động học hỏi những điều không biết. C. Tích cực học, nghiên cứu để có công việc tốt. D. Cả A, B, C. Và đáp án của cô là D. Câu số 6. Mỗi buổi tối cứ ăn cơm xong là bạn E giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát, sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó thể hiện điều gì? A. E là người tự lập. B. E là người ỷ lại. C. E là người tự tin. Và D. E là người tự ti. Câu trả lời của cô là... Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tìm hiểu bài số 3, tôn trọng người khác. Một nhỏ, thế nào là tôn trọng người khác? Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác, thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người. Ý nghĩa, có tôn trọng người khác thì sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình, là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng. Phải tôn trọng mọi người ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong cử chỉ, lời nói và hành động. Chúng ta sẽ bước vào phần bài tập trắc nghiệm. Câu số 1. Câu tục ngữ nhất tự vi sư, bán tự vi sư nói đến điều gì? A. Lòng tôn trọng đối với thầy cô giáo. B. Lòng trung thành đối với thầy cô giáo. C. Lòng tự trọng đối với thầy cô giáo. Và D. Lòng vị tha đối với thầy cô giáo. Và câu trả lời của cô là A. Câu hỏi số 2. Biểu hiện của tôn trọng người khác là A. Lắng nghe ý kiến đóng góp của các bạn trong lớp. B. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện. C. Giúp đỡ người khuyết tật. D. Cả A, B, C. Và câu trả lời của cô là D. Câu số 3. Biểu hiện của không tôn trọng người khác là A. Vu khống cho người khác. B. Bị đặt nói xấu người khác sau lưng. C. Cười nói to trong đám ma. Và D. Là cả A, B, C. Đáp án của cô. Chúng ta cùng bước vào bài tập kế tiếp. Những hành vi nào sau đây thể hiện rõ sự tôn trọng người khác? Vì sao? A. Đi nhẹ nói khẽ khi vào bệnh viện. B. Chỉ làm theo sở thích của mình, không cần biết đến mọi người xung quanh. C. Nói chuyện riêng, làm việc riêng và đùa giỡn trong giờ học. D. Cười đùa ầm ĩ khi đi dự hoặc gặp các đám tang. D. Bật nhạc to khi đã quá khuya. E. Chăm chọc, chế giễu người khuyết tật. G. Cảm thông, chia sẻ khi người khác gặp điều bất hạnh. H. Coi thường, miệt thị những người nghèo khó. I. Lắng nghe ý kiến của mọi người. Và K. Vứt rác ở nơi công cộng. Thì theo các em, những câu này, những hành vi nói trên là hành vi nào thể hiện sự tôn trọng người khác? Và vì sao? Và đây là câu trả lời của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 4, giữ chữ tín. Vậy thì thế nào là giữ chữ tín? Là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau. Ý nghĩa, người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người, dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau. Vậy thì phải rèn luyện chữ tín như thế nào?
Rèn luyện muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mình cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. Cô và các em sẽ cùng nhau bước vào giải hai tình huống sau đây. Theo các em thì trong hai tình huống này thì tình huống nào thể hiện hành vi giữ chữ tín và hành vi nào không giữ chữ tín, và các em sẽ giải thích vì sao. Tình huống 1, mình hứa với bố mẹ của bạn Quang và cô giáo chủ nhiệm là sẽ giúp đỡ bạn Quang học tập tiến bộ. Vì thế, những bài tập nào mà bạn Quang không làm được thì bạn Minh đều làm giúp và đưa cho Quang chép. Tình huống số 2, Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cần phải thật thà nhận lỗi và cứ hứa sửa chữa, còn làm được đến đâu lại là chuyện khác. Hai tình huống này thì theo các em tình huống nào thể hiện giữ chữ tín và tình huống nào là thể hiện không giữ chữ tín? Chúng ta sẽ giải thích vì sao, và sau đây là đáp án của cô. Ở câu hỏi kế tiếp, theo em thì học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải làm gì? Và sau đây là đáp án của cô. Học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn, trung thực, tôn trọng người khác, tôn trọng phẩm giá và danh dự của bản thân. Câu hỏi kế tiếp, em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập. Và sau đây là đáp án của cô. Trong học tập thì để thể hiện được tính tự lập của mình thì các em phải làm được những điều sau đây. Ví dụ như tự mình đi học, nếu như nhà gần thì có thể đi bộ, nếu nhà xa thì có thể đi xe đạp hoặc đi xe buýt, có nghĩa là chúng ta sẽ không phụ thuộc vào sự đưa đón của cha mẹ. Những học sinh nào có thể tự đi đến trường thì là những em có tính tự lập. Về làm bài tập thì các em tự làm bài, tự mình làm bài kiểm tra, không trao đổi, không quay cớp và không sử dụng tài liệu, hoặc là tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở trước khi đến lớp, không để cha mẹ nhắc nhở hoặc chuẩn bị giúp cho mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học của bài số 6, xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh. Vậy thì thế nào là tình bạn trong sáng? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tình bạn là gì. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống. Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì? Thứ nhất, phù hợp quan niệm sống. Thứ hai, bình đẳng, tôn trọng nhau. Thứ ba, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau. Thứ tư, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Vậy thì tình bạn trong sáng lành mạnh có ý nghĩa như thế nào? Khi mà chúng ta có được một tình bạn trong sáng lành mạnh thì sẽ giúp cho chúng ta có được cuộc sống ấm áp, tự tin hơn, biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn. Vậy chúng ta sẽ bước vào giải quyết tình huống của bài số 6. Câu hỏi, em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình A. Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật, B. Bạn mình có người khác rủ rê lôi kéo sử dụng ma túy, C. Khi mà bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống, hoặc là bạn có chuyện vui thì chúng ta sẽ làm gì? Và đáp án của cô. Trong tình huống AB thì chúng ta sẽ chỉ ra khuyết điểm, những gì mà bạn mình mắc phải hoặc là vi phạm pháp luật, để rồi chúng ta sẽ tìm cách khuyên can bạn và không để cho bạn tiếp tục mắc khuyết điểm hay là lao vào con đường sử dụng ma túy. Ở tình huống C thì em sẽ hỏi thăm, an ủi, động viên và giúp đỡ bạn. Ở tình huống D thì em sẽ chúc mừng bạn khi bạn có chuyện vui. Tình huống kế tiếp, em hãy nêu những điều em thấy tự hào về tình bạn của mình. Em sẽ làm gì để xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh với các bạn trong lớp cũng như là trong trường? Và sau đây là đáp án của cô. Em có thể kể những điều mà em cảm thấy tự hào về bạn của mình, ví dụ như
lớp trưởng lớp mình là người như thế nào và mình tự hào bạn ở điều gì, hay là bạn ngồi bên cạnh mình, hay là những người bạn ở xóm của mình, những người nào mà chúng ta thấy có cái mà chúng ta đáng để học hỏi, tự hào thì chúng ta sẽ kể ra những điều ấy. Và ý thứ hai là mình sẽ làm gì để xây dựng được một tình bạn trong sáng lành mạnh, thì trước tiên chúng ta sẽ cố gắng hòa đồng với mọi người, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn khi mà mình hoặc là các bạn. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.